Super League mùa này. Nhưng ngay từ đầu lúc này, cổ động viên của họ đã tỏ rõ sự lạc quan bởi dường như mọi thứ đều đang rất ủng hộ họ. Và đây là 5 lý do để chúng ta có thể tin rằng năm nay sẽ là năm của các nhà tân vô địch Pháp. Thứ nhất là hành trình thuận lợi. Người ta thường nói rằng muốn vô địch một giải đấu, bạn phải đánh bại những người giỏi nhất, nên gặp sớm hay muộn thì cũng không quan trọng. Nhưng thực tế thường không diễn ra theo cách đó. Khi bạn gặp phải những đối thủ yếu, bạn có nhiều cơ hội để đi sâu. Mà càng đi sâu thì bạn càng tự tin và trở nên hoàn thiện hơn. Nên cứ gặp đối thủ yếu là vẫn là tốt nhất. Tính đến thời điểm hiện nay, PSG đang đi theo con đường đó. Họ hầu như chưa phải đối mặt với một đối thủ thực sự lớn nào. Sẽ có người phản đối vì trên hành trình đã qua, PSG còn phải đối mặt với Barca. Tuy nhiên, những gì diễn ra với đội bóng xứ Catalonia cho thấy họ không còn là một con ngáo ộp nữa. Trước đó, đối thủ của PSG chỉ là Real Sociedad và ở bán kết này là Dortmund, đều là những tên tuổi vừa rất vừa tầm. Thứ hai là Luis Enrique, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm ở Champions League. Vị huấn luyện viên trưởng của PSG có đủ cả ba yếu tố trên. Ông không lạ gì Champions League cả trong vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên, và ông cũng từng đăng quang ở giải đấu này. Năm 2015, Barca của Enrique thật sự đã quét sạch các đối thủ trên hành trình tới cú ăn ba thứ hai trong lịch sử của câu lạc bộ. Tất nhiên, có một huấn luyện viên từng vô địch Champions League không phải là sự đảm bảo. Ở vòng bán kết, không chỉ có PSG có một huấn luyện viên như thế mà còn Bayern với Thomas Tuchel, đặc biệt là Real với Carlo Ancelotti nữa, nhưng được dẫn dắt bởi một người biết rõ con đường vinh quang dù sao vẫn tốt hơn là một tay mơ lọ mọ. Thứ ba là phong độ và thái độ. Tạm gạt qua màn trình diễn đáng thất vọng trước Le Havre với tỷ số 3 đều hồi cuối tuần, cũng phải thông cảm vì PSG lúc ấy ở rất gần trước vô địch Ligue 1. Không quá khi nói rằng PSG đang ở trong giai đoạn mà phong độ của họ là ổn định nhất kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Enrique đã liên tục nhắc đi nhắc lại điều này, và ông có lý. Tính từ đầu năm 2024 tới nay, PSG mới chỉ phải chịu một thất bại duy nhất, 2-3 trước Barca ở lượt đi tứ kết Champions League. Nhìn rộng hơn, thất bại gần nhất trước đó của họ diễn ra từ đầu tháng 11